Như vậy là vòng đấu thứ 32 Premier League đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho loạt trận Cúp châu Âu sẽ diễn ra chỉ sau đây có vài ngày thôi. Những lượt trận đã đem về cho người hâm mộ nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau, mà dấu ấn đậm nét phải kể đến sự sảy chân của những ông lớn. Newcastle, Chelsea, Tottenham và ngay cả Arsenal đã không thể giành chiến thắng trong lượt trận của mình. Chỉ có những cái tên hiếm hoi tiếp tục khẳng định bản lĩnh, mà tiêu biểu chính là hai nửa thành Manchester với những chiến thắng với cách biệt hai bàn. Lượt trận cuối cùng diễn ra vào đêm qua, cuộc chạm trán giữa Leeds United và Liverpool vì thế cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ giới mộ điệu. Nhưng có lẽ phần lớn trong số những fan trung lập, họ cầu mong cho The White có thể làm nên điều bất ngờ trước The Kop. Bởi vì Liverpool bây giờ đang có chuỗi trận không thắng nối dài đến con số 5, màn trình diễn của họ trên sân cỏ thì chỉ mới nhen nhóm trở lại sức sống sau kết quả hòa trước Arsenal mà thôi. Trong bối cảnh phải giành được những chiến thắng để có thể hy vọng vào những chuyển biến trên bảng xếp hạng, mà đặc biệt là mục tiêu top 6, cũng có những sự chờ đợi về khả năng ghi bàn trở lại của Salah, Gakpo hay Nunez trên hàng tấn công. Giải đấu đã bước gần đến vạch đích và huấn luyện viên Jurgen Klopp thậm chí cũng phải tự vớt vát tương lai của mình trong mùa bóng đang chứng kiến tới 12 huấn luyện viên bị trảm này. Và thật may mắn, những Liverpoolian đã không phải đón nhận một kết quả bết bát nữa. Để nói ngắn gọn về trận đấu ngày hôm qua giữa Leeds United và Liverpool, đó là tổng hợp của những sai lầm chí mạng và sự mất tập trung từ hai bên. Trong nửa đầu hiệp 1, cả hai đại diện có sự ăn miếng trả miếng từ hai bên đầu sân. Tần suất thì đương nhiên sẽ có phần nhỉnh hơn về phía The Kop. Tỷ số trận đấu chỉ được mở sau tình huống xử lý thiếu cẩn trọng của Junior Firpo ở khu vực giữa sân. Thế là sau đó Arnold cùng với Salah ban bật 1-2 với nhau, Gakpo dễ dàng mở điểm trước khung thành trống trải từ một tình huống căng ngang của số 66. Bàn thắng thứ hai đó tiếp tục là một tình huống phản công mà người mắc sai lầm là cầu thủ Leeds đang được cho mượn từ Juventus, Weston McKennie. Anh mất bóng ở phần sân đối phương trong tình huống bị Jota và Jones áp sát. Sau đó hàng tiền vệ của The White để lộ ra cả một sân bay khoảng trống và bối rối chẳng biết phải dập tắt đường phản công của Liverpool như thế nào. Số 20 tìm thấy Hoàng đế Ai Cập đã di chuyển qua mạn trái. Salah kết liễu tình huống lạnh lùng và hai bàn thắng dẫn trước được The Kop tạo nên sau hiệp thi đấu thứ nhất. Nhưng cũng chỉ đến ngay trong những phút đầu hiệp 2, lần này thì người phạm sai lầm là Konate bên phía những vị khách. Không hiểu thần giao cách cảm thế nào mà anh bỗng dưng bắt sóng cùng với người đồng đội cũ tại RB Leipzig Upamecano để đưa ra một tình huống xử lý ngớ ngẩn đến như vậy. Món quà của anh được Sinisterra cụ thể hóa bằng bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-1. Nhưng đó là tất cả những gì mà thầy trò Javi Garcia đem lại cho khán giả trong ngày thi đấu thảm họa về cả chuyên môn lẫn tinh thần. Chỉ sau tình huống ghi bàn rút ngắn cách biệt khoảng 5 phút, lại là sai lầm và lại là tuyến giữa. Khán giả cũng thật ngán ngẩm khi chứng kiến 5 cái bóng áo trắng đang chạy điền kinh trên cùng một chặng đua, cùng bám theo Cody Gakpo, còn Jota trên đà băng lên thì đường thông hề thoáng. Số 20 đặt lòng tinh tế và giãn khoảng cách với Leeds United trở lại hai bàn. Tình huống bàn thắng thứ tư đến với Liverpool, lần này thì sai lầm không đến nơi tuyến giữa. Cánh phải của Leeds United trong một nỗ lực vây bắt với Jota đã bị cầu thủ này bỏ lại với màn bứt tốc ấn tượng. Với việc đã dâng lên quá cao, Leeds chẳng thể kịp kéo đội hình về vòng cấm của mình đúng lúc. Gakpo thoải mái xử lý trong sự kèm cặp của 4 cái bóng áo trắng, đưa trái bóng cho Salah trong tình thế chẳng có ai kèm. Và đó chắc là bàn thắng dễ nhất của số 11 mùa này rồi. Bàn thắng thứ 5 là trường hợp hiếm hoi mà Leeds United chỉ còn biết đứng chiêm ngưỡng siêu phẩm của Jota. Từ đường tạt bóng của Henderson bên phải, tiền đạo người Bồ Đào Nha dứt điểm một chạm, bóng đi chìm, tìm đến cột dọc và đánh bại những nỗ lực vô vọng của thủ thành Meslier. Leeds United xuống tinh thần, còn Liverpool thì vẫn chưa muốn dừng lại. Đêm thăng hoa của The Kop được ấn định bằng bàn thắng của tóc ngành Darwin Nunez. Nhận được chuyền của Arnold từ khu vực giữa sân, số 27 xử lý bước một gọn gàng, đặt lòng vừa đủ vào góc trái khung thành của The White. Chiến thắng 6-1 trước Leeds United, những nụ cười đã trở lại với toàn tập thể Liverpool. Họ đã phải thi đấu với những áp lực chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Đội bóng đi chạy quỹ đạo, chẳng còn tham vọng ở bất kỳ đấu trường nào cho mục tiêu danh hiệu. Niềm vui này đến từ điều cơ bản nhất trong môn thể thao vua, đó là đem về chiến thắng cho những người hâm mộ. Chiến thắng này giúp The Kop thu hẹp khoảng cách với khu vực top 6 mà Aston Villa đang nắm giữ xuống còn 3 điểm. Thầy trò Jurgen Klopp còn một trận đá ít hơn đối phương và hiệu số phụ của họ đang là tốt hơn rất nhiều. Vì thế mà quyền tự quyết ở khu vực này phần nào đó vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội chủ sân Anfield. Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, sắc đỏ vùng Merseyside đón chào sự trở lại của hàng loạt những trụ cột sau chấn thương. Được đặt nhiều kỳ vọng nhất chắc chắn là Thiago và Luis Diaz, tiền vệ sáng tạo số 1 hiện có của The Kop. Cùng với đó là chân chạy cánh xuất chúng
người đã góp công rất lớn trên hành trình vào đến chung kết C1 năm ngoái của Lữ đoàn Đỏ. Họ đã tái xuất trong bối cảnh đội nhà chẳng còn mục tiêu lớn nào cần chinh phục. Thế nhưng mùa giải thì vẫn đang còn đó, dù chỉ có ít phút có mặt trên sân, người hâm mộ có thể lạc quan về khả năng xuất phát trong những trận đấu tiếp theo của The Cup. Nhân lực hàng công đang có những sự chuyển biến tích cực và màn trình diễn ngày thi đấu hôm qua trước Leeds United thì đã chứng minh rằng thầy trò Klopp có vẻ đã sẵn sàng cho phần còn lại của mùa giải năm nay cùng với tham vọng ít nhất là top 6. Nhưng tại sao lại là có vẻ? Chiến thắng đậm đà như thế, The Cup thiêu rụi đối thủ một cách thuyết phục. Vậy cớ sao người hâm mộ lại nghi ngờ về sức mạnh hàng công của đội bóng chứ? Lý do đơn giản thôi, bởi vì sự ổn định là điều mà Liverpool không thể đem lại xuyên suốt mùa giải này. Những thắng lợi đậm đà nhất, bản thân nó không thể che lấp được sự đi xuống của mặt trận tấn công của The Cup. Ngay từ vòng 4, Firmino, Diaz, Arnold trình diễn một trận đấu thăng hoa và kết quả 9-0 được Liverpool tạo ra trước Bournemouth thật ấn tượng. Nhưng sau đó 2 vòng, họ bị cầm hòa trước Everton và bại trận 1-4 trước Napoli ở Champions League, hay chiến thắng 7-1 trước Rangers ở trận lượt về vòng bảng C1 vào tháng 10. Sau đó chừng 2 vòng đấu, The Cup lại thất thủ trước Nottingham Forest, mà những trận đấu sau đó, dù có chiến thắng thì cách biệt mà họ tạo ra trước đối thủ cũng chỉ là một bàn mong manh. Rồi đầu tháng 3 mới đây, trận thắng lịch sử 7-0 trước Man United ở vòng 26 tưởng chừng sẽ giúp cho Liverpool có một giai đoạn nước rút thần tốc. Nhưng đổi lại, sau đó là chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi thắng lợi. Thầy trò Jurgen Klopp bị loại ở đấu trường Champions League. Mãi đến trận đấu với Leeds United vừa qua thì họ mới tìm lại được hương vị chiến thắng. Cũng bởi thế, thay vì sự tự tin cho vào đội bóng con cưng, những Liverpoolian lúc này có lẽ nên đặt nhiều hơn những nghi vấn vào sự trở lại muộn màng này. Liệu nó có thực chất hay vấn đề vẫn đang còn đó? Khi nói về cơ sở để Liverpool có thể nối dài chuỗi trận thắng của mình, điều đầu tiên cần bàn đến là chất lượng nhân sự hiện có. The Cup đã có một mùa giải bỏ đi khi mà dàn cầu thủ chẳng lúc nào được đảm bảo. Thậm chí trong chiến thắng 6-1 vừa qua trước Leeds United, họ cũng thiếu vắng đi hai tiền vệ là Bacetic, Keita và một hậu vệ là Calvin Ramsey. Nhưng khi mà Diaz và Thiago đã trở lại, mặt trận tấn công vốn là điều yếu của Liverpool sẽ có cơ hội để hồi sinh. Khán giả chẳng thể quên khả năng khuynh đảo cả một hành lang cánh của cựu sao Porto mùa giải trước. Sức sáng tạo của Thiago cũng là điều cần thiết mỗi khi Liverpool phải đối đầu với những tập thể phòng ngự chủ động. Ngoài ra, tam tấu ngày hôm qua góp mặt trên hàng công cũng có thể nhìn thấy được sự đồng điệu. Những Jota, Gakpo và Salah đã làm tốt nhiệm vụ gây ra áp lực tầm cao, chuyển động trạng thái để đem về những bàn thắng. Còn Alexander Arnold, khi mà mối lo về mặt trận phòng ngự trước Leeds United là gần như không tồn tại, người ta lại thấy tầm ảnh hưởng của một hậu vệ tấn công hàng đầu Premier League. Ngày hôm qua, số 66 hoạt động giống như một tiền vệ sáng tạo nhiều hơn. Anh chạm bóng tới 153 lần, cùng tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 91%, chuyền dài chuẩn xác 11/16 lần. Dĩ nhiên, nỗi lo của The Cup vẫn còn đó khi mà sức mạnh mà họ thể hiện ngày hôm qua cần phải đem được vào những trận cầu lớn. Chặng đường trước mắt trong 8 vòng chốt hạ của Lữ đoàn Đỏ sẽ còn đó Tottenham, Aston Villa và những đối thủ khó chịu nhất. Họ sẽ phải hướng đến nhiệm vụ tưởng dễ mà lại khó, đó là duy trì được sự ổn định tuyệt đối kéo dài. Từ đầu mùa đến nay, khán giả chẳng còn được chiêm ngưỡng sức chiến đấu bền bỉ của một bộ máy Gegen Pressing danh tiếng. Có cả những thời điểm mà sự rệu rã đã xuất hiện trên những bước chạy của The Cup. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, cũng khá may mắn cho đội bóng thành phố Cảng khi khẩu hiệu You'll Never Walk Alone của họ vẫn còn nguyên sức nặng. Bởi thế, dù cho tham vọng có là nhỏ bé, hãy chiến đấu hết mình đi The Cup. Hãy đem về niềm vui cho người hâm mộ qua từng vòng đấu. Hãy chứng minh rằng vị thế của Liverpool sẽ sớm trở lại. Nhà vô địch nước Anh, vô địch châu Âu năm nào chỉ mới đây thôi rồi sẽ lại tái sinh.